Thưa quý vị và các bạn, ngành năng lượng Việt Nam thời gian qua đã có những bước phát triển ấn tượng, tương đối đồng bộ, đồng thời bám sát định hướng phát triển năng lượng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Tuy nhiên, cũng có một thực tế, mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đang đối mặt với nhiều thách thức, trong khi nguồn năng lượng quốc gia vẫn còn nhiều hạn chế. Thực tế này đã đặt ra nhu cầu cần phải đặt trọng tâm chiến lược chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững. Xu hướng này vừa nhằm bảo vệ môi trường, vừa có thể đảm bảo an ninh năng lượng. Trong quá trình chuyển dịch sang năng lượng xanh, Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ chung tay của nhiều quốc gia và khu vực, trong đó có đối tác Liên minh châu Âu với những gói hỗ trợ quy mô lớn. Theo đó, từ tháng 12 năm 2017, Liên minh châu Âu đã bắt đầu cùng Việt Nam khởi động chương trình hỗ trợ chính sách ngành năng lượng nhằm tăng cường sự tiếp cận năng lượng bền vững tại các khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo, trị giá 108 triệu euro. Trọng tâm nổi bật của chương trình là gì và tác động ra sao đối với quá trình phát triển ngành năng lượng của Việt Nam? Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết sau. Trên thực tế, hiện nay các nước trên thế giới đều đang thúc đẩy chuyển dịch ngành năng lượng theo hướng bền vững. Chuyển dịch năng lượng là sự thay đổi chính sách, cơ cấu, công nghệ ngành năng lượng từ sản xuất, tiêu thụ các nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống như là than, dầu, khí tự nhiên sang các nguồn năng lượng tái tạo bền vững như là gió, mặt trời, sinh khối. Xu hướng này nhằm đảm bảo vấn đề môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng. Tuy nhiên, mỗi nước lại có những đích đến khác nhau trong quá trình chuyển dịch năng lượng. Trong đó, nhiều nước hướng đến mục tiêu đạt 100% năng lượng tái tạo trong tương lai. Có những nước đặt ra các mục tiêu ngắn như giai đoạn 2040-2050, có những nước lại đặt mục tiêu xa hơn. Việt Nam trong bức tranh tổng thể này cũng bắt buộc chuyển dịch theo xu hướng này, với mục tiêu đạt 100% năng lượng tái tạo ở giai đoạn 2070-2080 và đích đến gần hơn là mục tiêu về carbon trung tính. Vấn đề đặt ra là việc chuyển dịch năng lượng phải đem lại lợi ích cho Việt Nam. Nói cách khác là có thể mang lại lợi thế cạnh tranh hoặc ít nhất là không làm giảm đi các lợi thế sẵn có của Việt Nam. Đánh giá về lợi thế và tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Đại sứ trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti nói. Phải khẳng định rằng Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Mặt trời luôn chiếu sáng quanh năm, mang lại nhiều lợi thế sản xuất điện mặt trời. Hơn nữa, Việt Nam lại có bờ biển dài tới hơn 3.000 km và sức gió ổn định. Đây cũng là điều kiện lý tưởng để phát triển năng lượng gió. Hiện cũng có khá nhiều lựa chọn cho việc phát triển năng lượng mới như hydro hay năng lượng sinh khối. Nhưng theo tôi, năng lượng mặt trời và năng lượng gió là hai lĩnh vực mà Việt Nam có thể tập trung phát triển mạnh. Trong quá trình đó, Liên minh châu Âu cũng đang nỗ lực hết sức giúp Việt Nam tận dụng được hết những tiềm năng này. Bởi điều quan trọng vẫn là nắm bắt và sử dụng hiệu quả các cơ hội mình có. Nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển hiệu quả ngành năng lượng theo xu hướng dịch chuyển mới, từ tháng 12 năm 2017, Liên minh châu Âu đã bắt đầu khởi động chương trình hỗ trợ chính sách ngành năng lượng nhằm tăng cường sự tiếp cận năng lượng bền vững tại các khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo, trị giá 108 triệu euro. Trong đó, hơn 100 triệu euro được hỗ trợ trực tiếp vào ngân sách chính phủ Việt Nam. Khoảng 7,5 triệu euro còn lại được phân bổ cho gói hỗ trợ kỹ thuật đi kèm với tên gọi là Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật Ngành Năng lượng Việt Nam EU. Đáng chú ý, con số 108 triệu euro mới là một phần trong khoản viện trợ không hoàn lại, dự kiến trị giá 266 triệu euro của Liên minh châu Âu cho ngành năng lượng Việt Nam trong giai đoạn 2014-2020. Đây là khoản tài trợ lớn nhất từng được EU cấp cho một quốc gia với mục đích hỗ trợ năng lượng bền vững. Đánh giá về những lợi ích mà các dự án hỗ trợ của Liên minh châu Âu EU mang lại cho Việt Nam trong việc hướng tới phát triển năng lượng bền vững, ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương nhấn mạnh. Lợi ích cụ thể mà dự án EVF mang lại có thể kể đến như là trên cơ sở kinh nghiệm của các quốc gia trong Liên minh châu Âu về chính sách phát triển thị trường năng lượng, rồi kinh nghiệm trong việc dự báo giá các loại công nghệ năng lượng đã hỗ trợ Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương xây dựng và trình chính phủ ban hành các cái cơ chế chính sách phát triển năng lượng tái tạo như cơ chế giá FIT cho điện mặt trời, điện gió, rồi điện sinh khối, điện sử dụng rác thải và đề xuất các giải pháp để hấp thụ các cái nguồn năng lượng tái tạo với quy mô lớn. Còn về mặt sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì dự án cũng đã hỗ trợ thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 với các hoạt động hết sức cụ thể như là khảo sát này, đánh giá mức tiêu thụ năng lượng cho một số ngành tiêu thụ nhiều năng lượng, rồi hỗ trợ hoàn thiện khung pháp lý triển khai thực hiện luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, đã và đang thúc đẩy
tiếp cận năng lượng bền vững tại các khu vực nông thôn của Việt Nam. Cũng theo ông Nguyễn Tuấn Anh, thông qua các chính sách phát triển năng lượng tái tạo và xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật cho dự án lưới điện nông thôn, dự án cũng đã triển khai các hoạt động và giúp nâng cao năng lực của các cơ quan thuộc Bộ Công Thương trong việc xây dựng chính sách và quy hoạch phát triển năng lượng và điện lực, đồng thời hỗ trợ để ban hành các khuôn khổ pháp lý, hình thành hệ thống thông tin năng lượng Việt Nam, cũng như xây dựng lộ trình để thiết lập, quản lý, vận hành hệ thống thông tin năng lượng Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, các dự án không tránh khỏi những khó khăn. Ông Marcus Bissell, trưởng hợp phần năng lượng tái tạo của dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam EU, chia sẻ về một số tồn tại và giải pháp trong quá trình triển khai dự án tại Việt Nam. Có thể nói tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng khá cao, nhưng hiện các công ty lại đang chú trọng vào hiệu quả sản xuất hơn và ít chú ý tới hiệu quả năng lượng. Vì vậy, hiện tại chúng tôi đang làm việc với những người có vai trò quyết định trong các công ty, làm thế nào để họ đưa ra các quyết định giúp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Việc chia sẻ thông tin, kiến thức một cách thường xuyên, kể cả giữa những công ty là đối thủ của nhau, cũng là vấn đề cần tập trung giải quyết. Kinh nghiệm của chúng tôi là tại Đức có một mạng lưới thông tin hiệu quả về năng lượng, trong đó có khoảng từ 10 đến 20 công ty chia sẻ về các kinh nghiệm của mình, qua đó tất cả đều có thể nâng cao kiến thức cho bản thân và doanh nghiệp. Một vấn đề nữa, chúng tôi hiểu rằng chính phủ Việt Nam đã và đang nỗ lực để ban hành các văn bản pháp luật về nội dung cũng khá tương đồng với các quy định về kỹ thuật của châu Âu, nhưng văn bản của Việt Nam có tính pháp lý nên sẽ có sức nặng nhất định. Tuy nhiên, việc thực hiện các văn bản này vẫn có thể cải thiện được nữa. Như tôi đã nói, một trong những văn bản pháp lý có thể nói là quan trọng nhất cho lĩnh vực hiệu quả năng lượng, đó là chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đây là một chương trình với tầm nhìn tới 10 năm, với khoảng 15 đến 16 mục tiêu đề ra. Và trong dự án này, Liên minh châu EU và Đức đã và đang hỗ trợ Bộ Công Thương để xây dựng một chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả cho Việt Nam. Việc chia sẻ kiến thức là một công cụ hữu ích để nâng cao nhận thức và khả năng hành động. Ông Marcus cũng cho rằng, hiện nay nhận thức về hiệu quả năng lượng tại Việt Nam còn chưa cao. Ví dụ, Việt Nam hiện có khoảng 70 công ty kiểm toán năng lượng, làm công tác kiểm toán 3 năm mỗi lần tại những công ty tiêu thụ năng lượng nhiều nhất. Liên minh châu Âu EU đã tiến hành đánh giá năng lực của các công ty này, cụ thể là thử so sánh lượng năng lượng mà các công ty có thể tiết kiệm được. Tuy nhiên, các công ty kiểm toán chỉ có thể tính toán được khoảng 3%, trong khi trên thực tế, doanh nghiệp có thể tiết kiệm được từ 20 đến 30% năng lượng. Ông Marcus cho rằng, đây là một ví dụ rõ ràng cho thấy Việt Nam còn đang thiếu nhiều kiến thức về ngành này. Không phủ nhận hiện có nhiều công ty kiểm toán năng lượng rất tốt, nhưng cũng có thực tế nhiều công ty cần phải cải thiện chất lượng. Đây cũng chính là một trong những lĩnh vực mà EU đã và đang hỗ trợ đồng hành với Việt Nam hiện nay. Nhìn lại mục tiêu tổng thể, chương trình hỗ trợ chính sách ngành năng lượng nhằm tăng cường sự tiếp cận năng lượng bền vững tại các khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo, hướng tới tăng cường sự tiếp cận năng lượng bền vững ở các vùng nông thôn tại Việt Nam, với mục tiêu có tối đa 1.200.000 hộ dân vùng nông thôn tiếp cận nguồn điện đáng tin cậy và bền vững, thúc đẩy việc sử dụng năng lượng một cách hiệu quả và tạo ra nguồn năng lượng sạch có sẵn cho tất cả mọi người dân. Trong đó, dự án hỗ trợ kỹ thuật ngành năng lượng Việt Nam EU được thực hiện từ tháng 1 năm 2018 đến tháng 11 năm 2021. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ chính phủ Việt Nam và các bên liên quan phát huy các điều kiện tiền đề cho phổ cập tiếp cận năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Dự án chia làm 4 trọng tâm chính gồm có hỗ trợ kỹ thuật dựa trên nhu cầu, ban thư ký của nhóm đối tác năng lượng Việt Nam, giám sát công tác triển khai hợp đồng cải cách ngành và tổ chức các hoạt động mang tính xuyên suốt.